Thưa quý vị, là lực lượng tuyến đầu đang căng mình ngày đêm chống dịch, nhưng với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, một miếng khi đói bằng một gói khi no. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng vừa trao tặng hơn 1 tấn rau củ quả gửi đến bà con nhân dân phường Tam Thuận, quận Thanh Khê. Đây là địa phương đang gặp khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh đang lây lan nghiêm trọng. Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố đã vận động từ tiền lương của cán bộ chiến sĩ đóng góp để mua hàng kịp thời gửi đến bà con. Cùng với các lực lượng khác thì thành phố đã kịp thời góp phần nhỏ mình mua rau củ quả tặng cho nhân dân phường Tam Thuận trong đợt dịch này. Những ngày này, nguồn thực phẩm rau củ thiếu nghiêm trọng trong bữa cơm của bà con, nên số rau củ quả là một món quà quý giá hơn bao giờ hết. Những phần quà quý giá này đến bà con đang trong khu phong tỏa và khu cách ly để cải thiện bữa cơm, tăng cường sức khỏe phòng chống dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn phường. Các ông chí đã nhiệt tình, hết sức trách nhiệm với bà con nhân dân phường Tam Thuận của chúng tôi đã nhanh chóng hỗ trợ thêm 1 tấn rau xanh củ quả. Đây là món quà tôi thấy là hết sức quan trọng, hết sức thiết thực. Hiện nay, các đồn biên phòng tiếp tục kêu gọi và vận động từ các đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tiếp tục quyên góp các mặt hàng thiết yếu, nhu yếu phẩm cần thiết để giúp đỡ các hộ dân gặp khó khăn, yếu thế trên địa bàn các khu vực biên giới biển. Sự tận tâm, kịp thời, bằng cả tấm lòng với tinh thần nhường cơm xẻ áo của các bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố đã giúp bà con vượt qua những khó khăn. Những hình ảnh đẹp này thể hiện tình cảm quân dân gắn bó, làm ấm lòng trái tim mỗi chúng ta khi cả thành phố liên tục căng mình phòng chống dịch COVID-19.